Trong em giờ đây cảm xúc rối bời, lại nhìn anh từ phía xa, đôi môi chẳng dám nói ra những điều em nghĩ. Bên anh giờ đây đã có bóng ai, chẳng cần biết đến đúng sai. Nghĩ về anh có đói hoài để em mệt nhoài. Ngày trôi lãng phí chẳng theo lý trí, con tim em toàn điều vô lý. Mộng mơ biết mấy chẳng thể nắm tay. Chạy nhanh đến gặp anh em nói. Đây, mình đang thủ vai Cát Tiên trong phim Tan Học Rồi Hẹn Hò Không, đang được phát sóng mỗi tuần trên kênh YouTube của BS Channel. Thì ở Việt Nam hiện tại tình hình dịch bệnh đang khá là căng thẳng và phức tạp, nhưng mà mỗi ngày mình đều chăm chỉ lướt comment của bạn trong mỗi tập phim để tạo cho mình niềm vui mỗi ngày. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tú Mây, mình đang thủ vai Miley và Yoli trong bộ phim Tan Học Rồi Hẹn Hò Không. Thì mình, như Cát Tiên, mình cũng đang ở nhà tránh dịch và mình đang rất nhớ mọi người, rất nhớ ekip, đặc biệt là rất nhớ mọi người của mình đấy. Trong video lần này, mình và Tú Mây sẽ cùng chia sẻ cho các bạn một số kỷ niệm trong quá trình làm phim của bọn mình nhé. Thì dù đây cũng là lần đầu tiên mình và bạn Ý tham gia một đoàn làm phim và một ekip lớn như thế này, nhưng mà thực sự để mà nói, để có thể làm ra được những phút phim chân thực và hoàn hảo nhất đến cho quý vị khán giả, thì cả ekip cũng đều bỏ ra khá là nhiều công sức, mồ hôi và tiền bạc. Hơn nữa thì dự án làm phim của bọn mình là dự án phi lợi nhuận, nên tất cả ekip cũng đều mong muốn có thể mang được đến những bất ngờ và kịch tính nhất trong 5 tập tiếp theo. Thực sự là tình tiết sau 5 tập đầu mình và Tú Mây cũng không biết, nên là bọn mình cũng khá là hồi hộp và hào hứng để mong chờ điều gì sẽ xảy đến trong 5 tập tới. Nhưng mà và mình cũng mong rằng là tất cả các bạn khán giả, cũng như đặc biệt các bạn trong cộng đồng LGBT, sẽ tiếp tục đón chờ và dành những tình yêu thương của mình trong 5 tập tiếp theo nhé. Và các bạn có thích phim không? Thích đúng không? Thì các bạn hãy nhớ đóng góp cho bọn mình bằng những tình yêu thương cũng như là sự quan tâm. Với mỗi phút phim là 55.000. Với 55.000 đó thì các bạn đã góp phần tạo động lực cho ekip mang đến được những phút phim tuyệt vời, bất ngờ, drama chân thực nhất để cho các bạn trong năm tới tiếp theo. Sự ủng hộ của các bạn xin vui lòng gửi vào số tài khoản ở phần mô tả của bài viết này nhé. Mọi thông tin ủng hộ của các bạn của mình sẽ công khai, và xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả mọi người đã ủng hộ bộ phim Tan Học Rồi Hẹn Hò Không. Hy vọng là bọn mình sẽ gặp lại nhau trong những tập kế tiếp của bộ phim này nhé. Và cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại. Ok, hello mọi người, xin chào mọi người đã trở lại với vlog của Thùy Linh. Thì hôm nay sẽ là một tập vlog vô cùng là đặc biệt, để trả lời cho câu hỏi mối quan hệ của mình với cả Thanh Trúc đang là gì, ở trong trên tình bạn, dưới tình yêu thì sẽ là gì đây.
Và để cho cái vlog này thêm thành công ý, thì mình phải dụ Thanh Trúc bằng một thứ đồ uống mà nó vô cùng thích. Đó chính là cốc cà phê này mà mình đã phải vừa vào căng tin mua xong. Mọi người hãy follow theo mình nha, để xem Thanh Trúc sẽ trả lời như thế nào. Ok, let's go, đi thôi. Và đúng như dự đoán của mình ý, thì Thanh Trúc đang ngồi đọc sách ở bên ghế đá. Thì mình sẽ ra bên cạnh nó và đặt bẽn lẽn cốc cà phê này xuống xem phản ứng của nó như nào nhá. Let's go. Uống đi. Ôi, hôm nay đi học sớm lại còn mua cả cà phê cho tao cơ à? Thì vẫn như mọi hôm. Uống đi. Đắng thế. Cà phê đắng ý, cho đường vào thì ngọt. Còn Trúc làm gì mà lại lọt cả vào tim Linh. Ui, tôi xin bà đấy, sáng sớm ngày ra. Người ta nói thật mà. Thôi để ý với tao đọc sách đi. Ê, hay là bây giờ mình không làm bạn nữa. Bị điên à? Tao với mày đang làm bạn. Thế không làm bạn, ý mày là... làm người yêu. Cà phê đắng ý, thì không biết thêm chút đường có ngọt hơn không nhở? Ô này, quên cậu. Thế là đồng ý rồi nhá. Điên à, tao nói cà phê mà. Chốt đơn đi còn ngại gì nữa. Dễ dãi quá ấy, nhanh chán đấy. Trong em giờ đây cảm xúc rối bời, lại nhìn anh từ phía xa. Đôi môi chẳng dám nói ra những điều em nghĩ. Bên anh giờ đây đã có bóng ai, chẳng cần biết đến đúng sai. Nghĩ về anh có đôi hoài để em mệt nhoài. Ngày trôi lãng phí chẳng theo lý trí. Con tim em toàn điều vô lý. Người ta ấy thì thích trà sữa, còn Trúc đây ấy, thì chỉ thích trà trộn vào tim Linh thôi. Vẫn không để ý à? Linh ơi, Trúc bảo Linh này, Linh cho Trúc hỏi lối vào tim Linh. Trúc hỏi thì Linh xin thưa, vườn hồng có lối Trúc vào, tim Linh có lối Trúc muốn vào, Linh cũng không cho. Thế Vân dỗi của ông Trúc à? Vừa ở tình hù đấy. Không. Dỗ còn gì nữa. Bỏ tay ra đừng có chọc chọc. Thôi xin lỗi mà. Đi ra. Ý. Này. Không uống. Này. Không. Ai gọi? Alo. Ô, cắt tiên à? Tao vẫn đang ở trường. Hả? Cái gì cơ? Có chuyện gì đấy? Wow.
cho mày biết nhá. Về trường này là mày phải theo nội quy của trường. Ăn mặc đi học thì phải đồng phục, chỉnh tề. Chưa? Không như trường cũ của mày đâu. Ơ, nhưng mà nội quy của cái trường này thì đồng phục. Dồi ôi, là mày xảo. Nhá, mày có tiền ấy, trường cũ là có nhiều vấn đề lắm. Mày nghĩ mình là idol ấy. Cho nên là về trường này tao quyết định phải là cho nó bình thường trở lại. Mình phải thay đổi nó để nó hòa hợp, đặc biệt ý. Đúng rất là quan trọng. Không được đổi như mình. Mà mình sẽ... Này! Mày có thể hài thầm cái gì đấy? Ờ thì bọn tao đang tính là... Thì nhân dịp mà mày về trường mới, bọn tao sẽ dẫn mày đi tham quan trường. Quan trường? Ờ, đi không? Đi còn gì nữa? Đi đi! Gì? Đi! Sao ấy? Đi đã! Đi! Để nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, ngoài việc phải nắm rõ nội quy nhà trường, bọn tao sẽ giới thiệu cho mày biết các thể loại học sinh mà mày sẽ gặp ở đây. Số 1, những idol siêu sao, siêu hot trong trường. Đó là thành phần tinh hoa tương lai của xã hội. Họ xinh đẹp, giàu có, quyền lực, đặc biệt có sự ảnh hưởng lớn đến các học sinh khác. Bất cứ nơi nào có sự xuất hiện của những idol này là nơi đó sẽ có các fan hâm mộ cuồng nhiệt như thế này. Chỉ cần nhìn thôi là đã thấy thích rồi. Thực ra đây mới là loại số 1, hot boy của trường. Đẹp trai, học giỏi, nhiều tài năng nên cũng rất nhiều người mê. Còn đây là số 2, là mẫu học sinh thiên tài cần được bảo tồn như động vật trong sách đỏ. Tuy số lượng ít ỏi nhưng cực kỳ chất lượng, từ thần đồng toán học đến thiên tài âm nhạc hay ngôi sao cho đoàn thiết kế thời trang như cậu bạn này chẳng hạn. Trông vậy thôi nhưng bố mẹ đều là những nhà thiết kế trang sức nổi tiếng ở tầm cỡ. Còn đây, tiếp theo xin trân trọng được giới thiệu loại số 3, mấy đứa bánh bèo vô dụng, thích trưng diện, làm đẹp, suốt ngày so so phấn phấn trên lớp. Nói chung loại này mờ nhạt, mày chẳng cần quan tâm lắm đâu. Ngay gần đó thì chính là số 4, một loại rất khó chịu và vô cùng phiền phức, bao gồm các thành phần côn đồ, đầu gấu, trung trương, băng đảng xã hội đen. Bọn này chuyên đi bắt nạt kẻ yếu, bợ bít kẻ mạnh, quậy phá đủ kiểu trong trường gây mất trật tự. À nhắc mày nhớ, hai đứa này hôm trước vừa bị thầy giám thị phạt vì tội dám tổ chức bốc bắt họ trong trường. Giờ lại giở trò trấn lột tiền các bạn. Chúng nó lộng hành đã lâu, lại khéo trốn tránh, đến ban giám hiệu cũng phải nhiều lần bó tay. Trời ơi, cái lũ này em à, đừng nên dây dưa vào làm gì. Chứng nào tật đấy. À, còn thêm mấy đứa nhân vật phụ thích sống an phận, cực kỳ mờ nhạt nên chả mấy ai nhớ mặt đặt tên. Và đây là kiểu học trò cưng, con nhà người ta, không quá giỏi giang nhưng rất lễ phép, biết điều nên được thầy cô cưng chiều, thế thôi. Thầy thế nào? Thì cũng bình thường thôi, có gì mới đâu. Bình thường. Ngày mới, học ở trường mới mà nói cũng bình thường như thế nào? À tao quên mất đấy, chưa nói với mày. Trường này cũng có nội quy ngầm đấy nhá. Đưa cho nó xem. Đọc ấy. Khiếp. Dài đấy. Tóm tắt đi. Để chị ấy tóm tắt cho nghe nhá. Nội quy thứ nhất ý
là đi học ấy không có kiểu mà màu tóc ôi dồi ôi lè lè thế này đâu nhá. Thứ hai ăn mặc trơ hẳn hoi vào không kiểu lố lăng này make up như này đâu. Ôi nhìn này. Còn điều thứ ba ấy không có kiểu mà neo nủng các thứ sơn móng tay móng chân xong rồi là xăm hình đâu nhá. Sao phụ kiện các thứ đeo đầy người lấp lánh nào. Điều cuối cùng ấy đừng có vi phạm một trong các quy định trên. Nhớ chưa? Các tiên nội quy á. Tao thấy bọn mày ấy còn đúng cái gì đâu. Ok lại không biết gì rồi. Thắc mắc là đúng. Bọn ta là ngoại lệ. Hàng đặc biệt. À ngoại lệ à? Đặc biệt mà. Sao lại thế? Hàng à, ngồi sao? Thành Trúc, Thủy Linh. Hai đứa đã chuẩn bị xong nội quy mới cho thầy chưa? À, bọn em chuẩn bị xong rồi thầy ạ. Nhưng mà ấy, anh nghĩ là nội quy trường mình cũng cần phải bổ sung thêm thì mới phát triển được thầy ạ. Đây. Đây, thầy xem đi ạ. Đưa thầy xem nào. Thầy xem có gì cần bổ sung không ạ? Tốt. Rất chi tiết. Đúng là không hổ danh là học sinh ưu tú của cái trường này. Vâng, em cảm ơn thầy. Đây, em học sinh mới à? Vâng. Học tập hai bạn nhá. Thủy Linh. Dạ. Hôm nay về gửi lời cảm ơn bố mẹ cho thầy nhá. Cái vụ mà tài trợ cho nhà giáo Việt Nam ấy. À, thì có chuyện gì thầy cứ nói thẳng ra chứ. Bố mẹ của em và Trúc ấy luôn sẵn sàng để đóng góp cho trường mà. Thông minh. Thầy đang có một cái đề xuất mới cho cái dự án là tuyển sinh năm nay. Thì không biết là các em muốn nghe không nhỉ? À vâng, thầy cứ thầy nói đi ạ. Ừ, thì thầy nói nhá, em cũng nghe nhá. Em thấy sao? Thì cũng được nhỉ, em ơi em bảo này, khiếp. Em chưa thấy ai mà tâm huyết với nhà trường như thầy đấy. Đáng nghĩa ra ấy, cứ thể phong thầy này nhà giáo nhân dân mới phải chứ thầy nào. Cảm ơn các em. À, còn về cái đề xuất của thầy thì em sẽ về nói với gia đình em là sẽ tài trợ cho cái ý tưởng đấy của thầy. Ui, một cái ý tưởng vô cùng hay và độc đáo. Thế này mà không làm ý phí lắm thầy ạ. Thầy cũng sẽ sớm duyệt cái nội quy của các em nhá. Ok ạ. Ok. Thầy ơi. Đợi thầy tí nhá. Thì đấy, rồi về thầy xem xét nhá. À, dạ vâng. Còn cái này thì à, thầy cứ cầm đi, bọn em còn nhiều lắm thầy ạ. À, thôi thầy ơi, thầy có việc thầy cứ đi về trước đi, cái kẻo lỡ việc bây giờ. Ừ. Thầy ơi. Dạ vâng. Hẹn thầy nhá. Mệt thế rồi. Ta nghĩ là ta vào nhầm trường rồi đấy. Ô hay nhỉ. Mày nên nhớ là học với bọn tao ấy thì chắc chắn những ngày tháng đi học nó sẽ thật là tươi đẹp và thơ mộng. Đang đón chờ mày đấy. Thật sự. Nhưng mà ấy, mày đừng có dây dưa rình ràng đến cái vụ đánh nhau sáng nay là được. Ôi. Thì bọn mày biết tính tao à? Làm sao tao thấy bỏ qua chuyện như thế được đúng không? Này, cuộc sống của mình còn chưa lo xong ấy thì lo cho cuộc sống người khác làm gì? Đúng. Lo chuyện bao đồng thật sự ấy. Có được cái gì đâu. Đi, tao biết chỗ này. Đi. Đi không? Làm sao đây? Hả? Không, tao có sao đâu. Tao tự dưng đứng im. Tự dưng tim tao đập nhanh một tí. À, đập nhanh một con thiên kim. À, trời ơi. Trời hôm nay đầy gió này. Tao phải đi trước ấy. Đi đâu? Lại bỏ mình à? Nó đi rồi, nhưng giờ đi đâu? Đi đâu? Tan học rồi đi đâu? Tan học rồi đi hẹn hò. Đi!
chết tiệt này. Sai thì săn tin từ sáng, chưa thấy mặt mũi đâu cả. Đại ca, đại ca. Này, đã có tin tức gì chưa? Từ từ đại ca. Em khát. Này. Ừ, em cảm ơn. Mày nói được chưa? Đại ca từ từ, em đói. Này, ăn mẹ đi. Ngon quá, đúng là thiên đường. Vậy đó, chị ứng chị đi thôi. Chị ứng chị đi thôi. Mày đùa tao à? Mày nói được chưa? Con đấy là con nào? Đây em nói ạ. Bây giờ em có một tin tốt và một tin xấu. Đại ca muốn nghe tin nào trước? Có một tin là mày sắp bị ăn đòn rồi đấy. Mày... Đây. Em nói. Con đó là Cát Tiên đại ca. Gia đình cũng khá giả đấy. Tin tốt là nó không có đồng bọn trong trường, chỉ có hai đứa bạn thân thôi. Mà tin xấu thì hai đứa bạn thân của nó là Thanh Trúc và Thuy Linh ạ. Thế đại ca tính xử lý nó thế nào? Xử lý cái gì? Sao mày ngu thế? Hai con đấy động vào thế nào được? Khó quá thì bỏ qua đi. Ok đại ca. Mà này, tuần này mày tịch thu được của bọn học sinh bao nhiêu tiền rồi? Theo chỉ thị của đại ca thì tổng doanh thu của chúng ta đã đến 152.000 đồng. Tốt. Đâu? Dạ. Hết tiền rồi ạ? Hết rồi á? Dạ vâng. Mày tiêu gì mà hết? Mày biển thủ đúng không? Ừ, ăn em đại ca. Tiền sáng nay em đã phát để chúng nó mua hết đồ rồi ạ. Cái gì? Này, tao bảo mày đi kiếm tiền về chứ không bảo mày đi từ thiện nhá. Dạ, chúng nó không có tiền. Em sợ đại ca không có đồ ăn nên em đã mua đồ phát hết cho chúng nó rồi ạ. Mày nhiệt tình nhỉ? Thông minh nhỉ? Em à. Sao đại ca lại đánh em? Đầu tiên đưa tiền đây, nhanh cái chân lên. Bà con gái. Để tiếp theo. Nhanh. Tôi hết mất tiền rồi. Lột mũ nó. Mày đưa đây. À, đưa nẹo này. Ngu ngốc. Lục cái túi nhanh lên. Đưa đây, mày không nghe đại ca tao nói à? Cầm đấy, con đàn bà ngu ngốc này. Làm sao mà khóc? Vậy đó, chịu thì chịu, không chịu thì thôi. Còn cái con này. Ơn ơi, quay lại lấy túi. Nó bị điên à? Không có biết luôn đại ca. Ông mất dạy. Nhiều ấy. Nhiều lắm đại ca. Oanh, cậu đang làm gì ở đây vậy? Jolly. Bọn tớ đang tập kịch. Tập kịch. Oanh gấu mà cũng tập kịch á? Ờ. Chuyện lạ nhờ. Ờ, đại ca đang thu họ chúng nó mà. Hộ cái phụ khoa mô thân như mày. Cơm mồm đây. Oanh, cậu không nhớ hôm trước cậu nói gì với tớ à? Cậu làm tớ thất vọng quá. Jolly, tớ... Tại mày đấy nhá. Trả lại đi. Trả cái gì? Trả lại tiền cậu lấy của mọi người đấy. Đưa đây. Này. Hết rồi đấy. Bọn mình đi nhá. Oanh, nhớ đấy, tớ vẫn đang theo dõi cậu đấy. Thank you.
Cậu đang làm gì đấy? Tớ làm chút việc riêng thôi. Cậu đang thiết kế bộ sưu tập mới đúng không? Bí mật. Cậu đoán xem. Cậu không nói thì tớ cũng biết là dành cho ai. Chả nhẽ cậu biết tớ thiết kế bộ sưu tập này dành riêng cho cậu à? Cậu tốt với tớ quá đấy. Có gì đâu. Vì cậu xứng đáng mà. Còn cậu, cậu xứng đáng một tình yêu đẹp, Khoa. Thôi, xem bộ sưu tập mới của tớ này. Này, bộ này đẹp hơn bộ trước đấy. Chả có tí đóng góp gì cả. Đóng góp? Đóng góp gì nhỉ? Hay là tớ làm người mẫu cho nhà thiết kế nổi tiếng Đăng Khoa nhá? Cũng được đấy. Để thử xem xét nhá. À mà cậu nghĩ thử cho tớ cái tên đi. Tên á? Ừ. Nhảy cùng bầy sói. Cậu nghĩ sao? Nhảy cùng bầy sói. Nghe hay đấy. Nhưng mà hơi xến. Này. Cắt tiền. Này, tớ bảo, tớ thấy tên kia trong học bạ là từng đoạt giải cuộc thi vũ đạo trẻ đúng không? Chuyện bình thường mà. Chuyện bình thường? Giải nhất toàn thành phố mà là bình thường à? Trường rất cần những người như Tiên ấy. Có thể là tớ sẽ xin thầy hiệu trưởng để phòng tập nhảy lại cho Tiên, được không? Thế thì chắc chắn là năm nay mình sẽ được giải nhất. Thật ra tôi cũng chẳng mặn mà lắm mấy cái chuyện thi thố này đâu. Xin Tiên đấy. Từ trước đến giờ trường mình chưa bao giờ đạt giải cao cả. Toàn lẹt đẹt khuyến khích. Mà đề thi năm nay còn khác nữa. Kết hợp văn nghệ với cả nhảy. Không có Tiên chắc chẳng thắng đâu mất. Thôi được rồi. Tôi sẽ tham gia. Yes. Thì tôi sẽ bảo thầy hiệu trưởng nhá. Nhớ đây. Này, nhìn cái gì đấy? Chứ con bé kia rồi đúng không? Mày nghĩ gì ấy? Ô, thì có thích không? Thì Trúc đây giới thiệu cho. Có con bé từ đâu ra? Tao không biết. Thế mạng đổi sự thiệu. Cậu thấy bộ đồ này như nào? Hình như hơi dài. Hơi dài á? Thay bằng một chiếc váy được không nhỉ? Thay bằng thắt lưng nhá. Thắt lưng. Để tớ xem nhá. Hoàng Phong, cậu đây làm gì vậy? Tớ luôn ở phía sau cậu mà. À, tớ có vấn đề cho cậu. Ô. Phải đi xa lắm mới mua được đấy. Cậu ăn đi. Bánh trứng. Khoa, cậu ăn không? Không, tớ không đói. À mà đến giờ tớ đến câu lạc bộ mỹ thuật rồi. Tớ nhớ là hôm nay làm gì có lịch đâu. Tớ vừa mới nhận được thông báo, quên không nói với cậu. Sắp đến ngày hội thi tài năng trẻ. Câu lạc bộ nhiếp ảnh của Phong cũng tăng cường những buổi họp. Bên mỹ thuật của Khoa bận cũng là điều dễ hiểu mà. Thôi tớ đi nhá. Khoa, tớ nhớ nhắn tin cho tớ đấy. Cậu làm gì đấy? Trên mặt tớ có gì à? Đúng rồi, để tớ lau cho. If I could do again, if I could do again, I would say I love you, I would say I love you. Cậu thật sự xinh đấy. Cậu hài hước thật đấy. Thank you.
Không có gì. À mà này, cậu là người mới chuyển trường đến đây à? Ừ, tôi mới chuyển đến. Cậu cũng học trường này à? Cậu sẽ không biết được đâu. Thế à? Kỳ lạ ghê. À mà này, cậu là người trong đội nhảy à? Ừ, sao? Ôi, để cho tớ nhảy đi. Đừng có mà tỏ cái vẻ dễ thương. Tôi thấy cậu tập võ ấy, đúng không? Tập nhảy đấy. Ý cậu là sao? Không gì. Trong em giờ đây cảm xúc dối bời, lại nhìn anh từ phía xa. Sao? Ê, dạy nhảy cho tớ đi. Sao tôi lại thử dạy nhảy cho cậu? Thì cậu cứ coi như là có thêm một học trò mới, vừa ngoan vừa hiền, và thêm một trợ lý mới. Cũng được. Ôi, thật á? Nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì? Hiện tại tôi cũng chưa nghĩ ra, nhưng mà nếu khó quá thì cậu cũng không cần phải cố đâu. Thôi, vì cậu nhảy đẹp nên là tôi đồng ý, chỉ cần là không vi phạm đạo đức, trái pháp luật là được. Vi phạm cái gì cơ? Tôi nghĩ cậu mới là người cần phải lo vi phạm pháp luật đạo đức đấy. Là sao? Không có gì. Đây. Gì? Để nhảy cho tôi đi. Đây, bây giờ tập. Mà cậu tên gì đấy? Tôi tên là Cát Tiên. Uầy, 11C. Tên đẹp thế. Nó tên là Jolie. Ừ rồi, tập này đi. Tập này đi. Trong em giờ bớt đây phải cảm xúc dối bời. Lại nhìn anh từ phía xa. Đôi môi chẳng dám nói vào ra. Những điều em nghĩ. Chậm hơn này. 1, 2, 3. Rồi, chẳng được rồi. 5, 6, 7, 8. Luôn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Một. Này Cát Tiên. Gì? Tớ có việc bận, tớ phải về trước nhá. Ơ, tớ không tập nhảy nữa à? Mơ biết mấy, chẳng thể nắm tay.
Alo ai đấy? Tiên à? Ừ, tớ nhớ cậu. Ôi dồi ôi, dài thế. Này, chơi chơi không? Tao đố mày nói được một câu thoại ở trong hai chiếc tờ xích tao cầm rồi đấy. Tao nói được làm sao? Nói đi. Tao nói xong rồi lượt mày nói nhá. Ừ. Tao trước. Ừ. Ok. Nói được tập 1 cho mày sợ cảnh đầu tiên luôn. Chào Yến. Chị là Diệp. Đến đây phòng của chị sẽ là phòng của em. Nếu có gì khó khăn thì nói với chị. Ồ. Nhà thế kìa. Tao vừa nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Thì ai gọi? Đoán xem. Thôi, mày không còn nói thì mày tạm trả ép mày được. Thật ra cũng chẳng có gì đâu. Chẳng qua là nó làm tao nhớ lại một số thứ thôi. Kịch bản của My Little Sister phần 2. Sời, vỗ tay. Chúc mừng nhá. Thì nhân tiện đây, lúc nãy chị cũng diễn cho một cảnh để xem, rồi cho cái nhận xét. Quỳ làm mới diễn đấy, có xem không? Thế thử xem nào. Từ từ, diễn kịch buồn đi. Cái này là cảnh buồn. Ừ, này. Rất là buồn. Buồn cười hả? Và bây giờ sao hả Linh? Trúc ơi! Gì vậy Linh? Mày có nhìn thấy cái cây kia không? Cây nào hả Linh? Cái cây còn lá ấy! Dồi ôi, nhiều cây quá! Cái cây kia! Cây nào? Mày có nhìn cái lá kia không? Khi mà cái lá cuối cùng nó rơi thì cuộc đời tao cũng sẽ kết thúc. Ôi! Cái lá này hả Linh? Sao mày lại lấy cái lá này? Ôi! Mày giết tao rồi đấy! Linh ơi, dậy đi. Mày diễn đau quá. Mày diễn ba lăng nhăng gì ấy? Ôi sợi bảo ba lăng nhăng. Mẹ cố tao đau thế. Đây là diễn mà. Bọn mày làm sao đây? Mày diễn nhầm rồi, mày vẫn đau trước mày. Mày bị hâm hả? Đỡ bắt nạt tao. Ok, động cảnh mà. Sao mày đánh tao? Mẹ biết là phải cẩn thận nhé. Mày đánh thẳng vào mặt tao. Thôi, ok. Thôi, ok. Thôi, ok. 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 Sao mày đánh nó? Sao mày đánh nó? Sao mày đánh nó? Sao mày đánh nó?
kia. Thế bây giờ mình đi đâu đấy? Đi ẩm thực. Ẩm thực? Thực là đi cái gì? Là đi food tour ấy. Food tour? Food tour là đi gì vậy hả? Là mày bây giờ đi mua đồ ăn với đây 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 đây, em biết rồi. Nhảy đó, em chịu không chịu? Chịu chịu cái gì? Em biết rồi thì đi đi. Đây em đi. Nhưng mà đại ca cho em xin một ít nữa đi. Vậy mới đủ chứ. Xin thêm tiền hả? Đúng rồi. Đây. Tiền. À đây đây đây. Tiền này. Tiền này. Melly. Bánh này ngon nhỉ? Này. Vừa ăn vừa làm là không tốt đâu. Ăn xong đi rồi làm. Xong người cười mà. Thôi, tớ đi đây nhá. Cậu đi đi, để tớ xếp đồ cho. Cảm ơn cậu nhá. Xem nào. Ấy. Cậu Vinh mà. Bữa tí thôi. Trả cho tớ đi. Nào. Mày làm sao? À, bọt là con danh con này, mày có thích bọt không? Hả? Ừ, xinh gái nhờ, mang cái bút đây. Mang đây, mang đây, mang đây. Mày... Này... Ây, đau, đau, đau. Mày... Làm sao? Hôm nay đi một mình à? Nhưng bọn của mày đâu? Một mình mày thì làm sao mà chấp nổi tao? Mày đừng có mà đắc ý nhá. Tao thông báo cho mày biết ngay ngày hôm nay tao sao tao có việc bận, hôm khác sẽ xử mày. Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nhá. Tớ là Miley, học lớp 11A. Tớ sẽ nhất định trả ơn cậu. Không có gì, tôi chỉ tiện tay giúp thôi. Miley, sao cậu đi nhanh thế, không đợi tớ gì cả? Tớ có chút việc riêng. Giới thiệu với cậu, đây là Cát Tiên, người vừa cứu tớ thoát khỏi bọn anh gấu. Sao cậu lại biết tên tớ? Tại cậu nổi tiếng, cả trường ai cũng biết đến đấy. Đây là bạn thân tớ, Đăng Khoa. Chào cậu, tớ là Đăng Khoa. Julie! Hôm nay trông cậu đẹp lắm. Kiểu lúc nào cũng thích giật tay của cậu. Cảm ơn Hoàng Phong. Cậu đang cầm gì thế? À, đây là quyển sổ của tớ. Ghi những điều cần thiết trước khi tớ rời khỏi thế giới này. Thú vị thật đấy. À, còn ước mơ của cậu là gì? Sao tự dưng cậu hỏi thế? Tớ tò mò thôi. Tớ chỉ muốn tìm hiểu thêm về cậu. Tớ ước mơ
được đi thật nhiều nơi và trải nghiệm cuộc sống này và tích hết những ô trong quyển sổ này. Thích thật đấy. Thế ước mơ của cậu là gì? Ước mơ của tớ là trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, một tay đua mô tô thật đỉnh. Và quan trọng là tớ được ở bên cạnh người mà tớ yêu thương. Tớ có việc bận, tớ đi trước đây. Suli. Không, lại quên rồi. Đứng ở đây nhá, đánh hông sang bên phải. Nhìn này, nhìn này. Đó, đây nhá. Tôi làm tay cậu, xong cậu làm theo nhịp của tôi nhá. 5, 6, 7, 8, 1. Hồng Phong, cậu đang làm gì vậy? Tớ chỉ đang hóng gió thôi. Hóng gió à? Trời hôm nay nhiều gió đấy. À, có việc nhờ cậu tư vấn thiết kế về bố cục đây. Thật lòng tim em rất đau khi nhìn anh tay trong tay về với ai, mà vì chẳng muốn đánh mất anh nên thôi. Rốt cuộc ba người này có mối quan hệ như thế nào nhỉ? Sully là chị đại chuyên đi bắt nạt, đòi tiền kẻ yếu. Thế còn Miley lại là người luôn bị bắt nạt. Đăng Khoa lại có mối quan hệ tốt với cả hai. Vậy thì Đăng Khoa trong vai trò là bạn hay là kẻ lợi dụng nhỉ? Chẳng lẽ Sully và Miley không biết nhau? Và cũng không biết Đăng Khoa luôn. Phần 1. Ngày mai mình sẽ đi tìm ý tưởng cho phần 2. Yes. Ok. Tôi đang đi check lại khu vực triển lãm. Ngày mai các cậu nhớ đến sớm để chuẩn bị. Được rồi. Này, học sinh mới. Gọi tôi à? Tôi là Hoàng Phong, trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh. Cậu có phải là Cát Tiên bên câu lạc bộ nhảy đúng không? Ấn tượng đấy, anh chàng hot boy. Nhưng tiếc là tôi lại không có hứng thú với những chàng trai như cậu. Chẳng lẽ cậu lại hứng thú với các cô gái? Đó là việc của tôi. Đúng. Nhưng nếu cô gái là Julie thì nó là việc của chúng ta. Vậy thì cậu cứ giữ Julie ở bên cạnh cậu đi, nếu cậu muốn. Của cậu tất. Hello, xin chào mọi người. Lại là mình và Thi.
feeling đây. Thì hôm nay bọn mình sẽ không làm những cái vlog như những ngày bình thường nữa. Bọn mình sẽ livestream để chuẩn bị thông báo cho mọi người một tin cực kỳ vui, cực kỳ hấp dẫn. Rồi mọi người biết đó là tin gì? Tin gì nào? Hãy like và share video của mình nhá. Chúc Linh chị yêu của em. Chị tìm hai cưng cực cũng chết. Thế có chuyện gì mà lặn lội tìm bọn em đấy? Có chuyện thì chị mới đến đây chứ. Này mấy cưng, lịch trình và kịch bản mềm thì chị đã gửi con mail cho mấy cưng rồi. Đây là kịch bản cứng thì các cưng xem đi. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Cái lịch trình của các em ý, thì chị đã làm việc với bên trường rồi. Thế nên là hai em cứ yên tâm là chị lo hết. Các em chỉ việc đi đoàn với chị thôi. Dồi ôi, chị cổng trường đây thật là chu đáo quá. Bọn em cảm ơn chị. Cái bộ phim này mà thành công ý, thì tên tuổi của hai em sẽ lên đến hàng sao hạng A. Nghe tôi đã thích ý. Bây giờ thì bản cứng bọn em cũng nhận rồi. Thì bây giờ bọn em xin phép là bọn em đi lên lớp ạ. Vâng, bye bye hai cưng nhá. Vâng, hẹn gặp chị vào ngày sớm nhất nhá. Chào chị ạ. Chào chị ạ. Chị, em là Mai Ly ạ. Em mong chị xem giúp em kịch bản ạ. Em rất vui khi có ý kiến của chị ạ. Thôi được rồi, em để đấy đi. Có thời gian thì chị sẽ đọc. Em cảm ơn ạ. Chào đây Tấm Thị, chào mọi người. Em với cả Linh đi có 1-2 tháng thôi. Mọi người lại nhớ đi sức khỏe nhá. Đừng có quyến luyến bọn em quá. Thôi thầy chúc hai em đi vui vẻ, mạnh khỏe, may mắn nhá. Thầy rất là tự hào về hai em. Nào, thầy ôm cái. Chào cưng của thầy. Biết rồi. Không phải nói. Thôi đi nhá. Con mọt sách ngu ngốc này, hôm nay mày chưa đưa tiền cho tao. Hôm nay mình không mang theo tiền. Cái gì cơ? Cậu đừng quên đây mà. Nực cười. Tao cứ qua vậy đó, cậu... chị cũng chịu đi thôi. Cậu đừng qua đây mà. Tao cứ qua đấy. Trời ơi, con này nó bị cái gì vậy?
À, mà tôi, mẹ kiếp nhà mày nữa. Bình xịt cay để làm gì? Để phòng vệ chứ còn làm gì ngốc thế? Trừ trường hợp khi Oanh Gấu đến tìm cậu mà không có tôi ở bên cạnh cậu. Biết dùng à? Tôi dạy cho. Khi mà Oanh Gấu đến nhá, cậu phải nhìn xung quanh xem có món ú ở đây không. Chắc chắn là có. Sau đó rút bình xịt ra, xịt vào mặt nó. Thế thôi. Thử đi. Có gì cả? Biết dùng chưa? Nhưng mà người ta lòi mắt ra thì sao? Sao cô hỏi ngốc thế? Đây là bình xịt cay chứ không phải bình xịt lòi mắt. Thế mà cũng hỏi được, đây tôi chỉ cho. Khi nào mà cậu đi ý, đi một mình là cậu phải nhét được. Chuyện gì à? Tất nhiên, có việc tớ mới tìm cậu chứ. Nhờ cậu đưa cho Julie giúp tớ. Tớ tìm cô ấy sáng giờ. Cảm ơn Khoa nhé. Có dịp nhất định tớ sẽ trả ơn cậu. Mà trường của Julie bận việc gì à? Bữa nay tớ chả gặp cô ấy. À, Julie có việc bận. Đợt này bên trường cậu ấy đang tập chương trình, cho nên là không qua đây thường xuyên được. Vậy à? Tiếc thật. Mà tớ còn chả biết cô ấy học trường gì cơ chứ. Hai cậu lạ thật. Cứ giấu giếm cái gì không biết. Đây là ý muốn của Jolie. Cậu ấy sẽ nói với cậu lúc nào tới hợp lý. Ừ nhỉ. Tớ lo gì cơ chứ. Kiểu gì cô cũng nói. Cậu nhớ gửi quà cho Jolie giúp tớ nhá. Tớ đi trước đây. Làm gì đây? À, tớ đang viết kịch bản. Khi nào xong, tớ cho cậu xem nhá.
Kịch bản á? Ừ. Tớ muốn làm nhà biên kịch, nhưng mà gia đình tớ lại hướng tớ sang bên kinh tế. Còn tớ thích nhảy, nhưng mà bố mẹ tớ lại muốn tớ làm bác sĩ cơ. Tớ nhảy thì thôi. Không. Thế lại cậu nhảy. Thật á? Ừ. Thật nhá. Ừ. Tớ tưởng là Julie. Tớ không gặp Julie. Chắc mai cậu ấy phải đến trường mình được. Cậu hãy trực tiếp đưa cho cậu ấy. Cậu đưa cho Julie vào ngày mai giúp tôi. If I could do again, if I could do again, I would say I love you, I would say I love you. Cậu cố tình lôi kéo Julie khiến cô ấy không đến gặp tôi đúng không? Chuyện của cậu thì liên quan gì đến tôi? Mà hôm qua Julie có ở đấy đâu? Tôi không tin. Thế tại sao cô ấy không đến gặp tôi? Tin hay không thì tùy cậu. Mà tôi cũng chả hiểu cậu thích Julie ở điểm nào. Đấy không phải việc của cậu. Thế à? Tôi thì tôi thấy cậu không hề thật lòng với cô ấy đâu. Cậu nói gì cơ? Yêu mà không nói được lý do. Tôi thích nhau là điều hiển nhiên. Cô xinh đẹp, có phong cách. Cậu không thấy chúng tôi rất hợp nhau à? Tình yêu ấy, nó bắt nguồn từ chỗ này, chứ không phải là từ chỗ này. Dù sao, đấy cũng không phải việc của cậu. Cậu nên tránh xa cô ấy ra. Tôi không muốn mọi người lại hiểu nhầm rằng Julie có mối quan hệ đồng giới.
Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là tình yêu. Cá không? Cá gì? Xem ai có được trái tim của Julie trước thì người đấy thắng. Được rồi. À Jolie. Ơi, Hoàng Phong có nhờ tớ đưa cho cậu cái này. Đợi tớ một chút. Đây. Ồ, tớ sẽ đọc sau nhá. Tuấn Đạt đi học muộn. Tuấn Đạt chưa học bài trong giờ. Ngủ gật trong giờ. Tuấn Đạt chọc bể bóng của lớp trưởng. Đây. Cạch này. Cạch nữa này. Ngạch Tuấn này. Đạt! Trả sổ ghi đầu bài đây! Sao không trả vậy đó? Chỉ ông chỉ vì thôi. Julie, cậu làm người yêu tớ nhá. Julie, cậu làm người yêu tớ được không? Chạy đi không, công an tới đấy ạ. Làm gì có công an nào. Thế em cảm ơn chị ạ. Ơ cô này, sao giờ này rồi mày vẫn còn đứng ở đây hả? À, hôm nay tao trấn. Tao kiếm mà có bằng này thôi. Mày cầm lấy mà bù vào chỗ quỹ nước hôm trước còn thiếu. Mai tao lại kiếm tiếp cho mày. Vâng. Sao trông mày lạ thế? Có phải mày lại bị bọn kia bắt nạt đúng không? Vâng. May là có chị kia cứu ạ. Khốn nạn thật đấy. Thôi đi về. Về. Từ từ đã.
việc gì mà đi nhanh nhá. Có chuyện gì vậy? Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi. Cảm ơn vì đã nhiều lần giúp đỡ em gái tôi. Không sao. Còn chuyện nữa, đấy là từ lần sau ấy, cậu đừng mua cho nó nhiều đồ như vậy. Tôi không thích nợ nần người khác. Không sao đâu, tôi quý con bé nên tôi mới làm vậy. Thế cậu tên là gì? Học lớp nào? Nếu bị bắt nạt thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ bảo vệ cho cậu. Tôi tên là Jolly, nhưng mà cậu không cần phải làm vậy. Chỉ cần cậu đừng bắt nạt ai ở trường là được. Thế nhá. Chuyện là như vậy, Oanh Gấu không như các cậu nghĩ đâu. Cậu ấy cũng có nỗi khổ riêng mà. Ra là vậy. Thế thì kể từ bây giờ, cậu hãy giúp Oanh Gấu trở thành người tốt nhá. Có vẻ như là tớ đã hiểu nhầm các cậu một số chuyện. Hả? Các cậu? Cậu hiểu lầm chuyện gì? Dây chuyền đẹp đấy. Đây là Khoa tặng tớ. Cậu có biết người tên là Mai Ly không? Tớ không biết. Tớ tưởng là cả hai cậu đều chơi với Đăng Khoa thì phải biết nhau chứ. Khoa có nhiều bạn mà, đâu phải ai tớ cũng biết đâu. Kể cả khi người đấy là bạn thân của Khoa á? Thì cậu cứ coi như tớ và cậu ấy không có duyên gặp mặt đi. Tớ là Thiên Kim, tớ mới chuyển trường đến, có gì cậu giúp tớ nhá. Chào cậu, tớ là Mai Ly, lớp 11A. Vậy còn cậu? Hello, bọn tớ có việc bận. Cậu không đi học. Sao mắt cậu sưng thế? Có chuyện gì à? Tớ biết cậu đang dành tình cảm cho ai, nhưng mà tớ nghĩ nên để một thời gian nữa rồi hãy bày tỏ. Dù cậu có quyết định thế nào, tớ cũng sẽ ủng hộ cậu. Cậu quên mất tớ là ai rồi sao? Là một nhà biên kịch tài ba với đôi mắt thần thánh. Cậu yêu ai? Tớ biết hết. Yên tâm, tớ không nói cho ai đâu. Cảm ơn cậu Mai Ly. Chúng nó lại làm gì cậu à? Bọn khốn! Để tớ cho chúng nó biết tay! Tớ không sao! Cậu không biết đâu!
Quanh gấu, cậu ấy cũng có nỗi khổ riêng mà. Đến nước này mà cậu còn bênh họ được à? Tớ xem nào. Ê, tớ xin lỗi, đau không? Không đau, mà cậu không biết đấy thôi. Nhà anh gấu nghèo lắm, bố thì đi làm công nhân, mẹ thì đi gom rác. Cậu ấy lấy tiền đấy để đóng học phí đấy. Thế thì cũng không nên đi bắt nạt người khác chứ. Tớ muốn giúp cậu ấy mà không biết giúp cách nào. Khó nghĩ ghê. Cậu nhìn cậu xem, đến bản thân còn chưa lo được, đi lo cho người khác. Trừ khi cậu là Miley phiên bản siêu cấp. Nếu tớ mà làm một Miley tự tin thì tốt biết mấy. Tớ sẽ giúp cậu. Như thế này chứ. Cậu đẹp lắm Miley. Cậu nhìn xem. Tớ thấy cũng đẹp. Nhưng mà tớ không quen. Đợi tớ một chút. Cậu biết cái gì đấy không? Chiếc vòng này mang tên tự tin. Tớ mua từ một buổi đấu giá đi cùng gia đình. Truyền thuyết kể rằng ai mà đeo chiếc vòng này vào sẽ trở nên tự tin, mạnh mẽ. Giờ tớ tặng nó cho cậu. Thôi, chiếc vòng quý giá lắm, tớ không dám nhận. Có gì đâu, cậu quên tớ là ai rồi à? Sau này trở thành nhà biên kịch nổi tiếng, cậu phải trả ơn cho tớ đấy. Chiếc vòng đẹp quá, cảm ơn cậu. Đây tớ đeo cho. Cậu thấy thế nào? Tớ... Giờ cậu hãy đặt tay lên chiếc vòng. Miley, cậu là một cô gái tốt bụng, xinh đẹp. Cậu rất tự tin. Chiếc vòng này sẽ mang đến sự tự tin cho cậu. Hình như tớ cảm nhận được rồi.
Từ giờ cậu sẽ là Jolie xinh đẹp, tự tin, có thể thoải mái làm những điều cậu muốn, đi giúp đỡ người mà cậu muốn giúp. Cứ như là siêu anh hùng ấy nhỉ. Đó là Jolie sau mỗi buổi học. Miley đi viết kịch bản, Jolie thì đi gặp gỡ mọi người. Cậu ấy mang lại ý tưởng cho kịch bản của tớ. Chào Cát Tiên. Chào Đăng Khoa. À, tớ chợt nhận ra là có chút việc. Để Miley lại cho Cát Tiên nhé. Này, sao dạo này cậu hay bỏ tớ thế? Tớ bận thật mà. Thôi, tớ đi đây. Bye bye. Bản đến đâu rồi? Chưa xong nữa. Chán lắm. Thôi cố đi. Còn cho tớ xem nữa chứ. Ok. Mà chiều mai tan học xong cậu có rảnh không? Chiều... Chơi với tớ. Chiều mai á? Chiều mai tớ rảnh. Hẹn cậu ngày mai nhá. Thôi, đi tập trước nhá. Bye bye. Ừ, bye. Cậu là bạn thân của Cát Tiên à? Tớ không biết ở trường bạn ấy có để ý ai không nhỉ? Tớ không biết bạn ấy có người yêu chưa? Tớ không biết tháng nay bạn ấy đang sáng chưa nhỉ? Tớ không biết, tớ xin lỗi nhá. Tớ đang có việc bận. Đi cẩn thận nhá. Cát Tiên đi đâu rồi nhở? Mình vừa thấy đây xong. Cậu có sao không? Em không sao. Em cảm ơn anh. Nếu không có anh, em cũng không biết làm sao. Không có gì đâu. Mà cậu làm sinh mới chuyển đến đây à? Vâng, đây là Thiên Kim. Vậy còn anh ạ? Sao mặt cậu có vẻ nghiêm trọng vậy? Tớ thích cậu. Cậu làm người yêu tớ nhá. Cậu thích tớ về điểm gì? Từ đây chúng ta rất hợp nhau. Cậu có phong cách,
khác biệt với mọi cô gái mà tớ biết. Nếu cậu thích tớ về điểm đó thì đó không phải là tình yêu. Tình yêu ấy xuất phát từ một trái tim, chứ không phải bằng vẻ bên ngoài. Cậu hiểu không? Sẽ có người phù hợp với cậu hơn là tớ. Người đó có thể ở ngay gần cậu mà cậu chưa nhận ra. Người đó không phải là tớ. Xin lỗi cậu Hoàng Phong. Đăng Khoa, cậu có rảnh không? Tôi có chuyện muốn gặp cậu. Hoàng Phong, cậu gọi tớ ra đây là có chuyện gì? Julie, chắc cô ấy từ chối tôi rồi. Tại sao Julie từ chối tôi chứ? Đăng Khoa, cậu thấy tôi là người thế nào? Cậu là một chàng trai tốt, ấm áp, có năng khiếu nghệ thuật, lại còn... Vậy tại sao cô lại từ chối tôi? Ngủ với tôi đi. Hôm nay tôi mù đồ sai, quên hết đi mọi chuyện. Thế nhá. Về thôi. Buồn. Lại là
cậu. Nhưng bật bỏ cái tớ đi. Cậu không cần phải nói gì cả. Bởi vì rất lâu thì em đã phải nói hết những điều, nói em nhớ anh rất nhiều, người biết không? Thật lòng tim em rất đau khi nhìn anh tay trong tay về với ai, mà vì chẳng muốn đánh mất anh nên thôi là bạn thân. Sao cứ mãi quan tâm nhau mà chẳng thấy những lúc em rung động? Sao cứ đến khi em buồn rồi bước đi? Thật lòng này người biết không, hay người vô tâm đứng nhìn em tổn thương? Và khi trước lúc Đức Tùng trong vai Đăng Khoa trong phim Tan học rồi hẹn hò không. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Thành, mình trong vai Hoàng Phong. Vậy là bộ phim đã lên sóng được 5 tập trên kênh BS Channel. Chúng mình cũng như ekip rất vui khi nhận được sự ủng hộ và quan tâm của các bạn trong và ngoài nước. Phim đã chiếu 5 tập rồi đấy các bạn ạ.
Nhưng mà để làm được những cái thước phim chân thật nhất, cảm xúc nhất gửi đến tất cả mọi người ấy, thì bọn mình thực sự là phải tốn rất là nhiều vật chất, công sức cũng như mồ hôi, rồi thậm chí là cả nước mắt để gửi đến mọi người tập phim vừa rồi. Đặc biệt là các cảnh quay mô tả chân thực và cảm xúc nhất về các mối quan hệ trong cộng đồng LGBT. Thực ra cái dự án của bọn mình là một dự án phim phi lợi nhuận, những người đam mê nghệ thuật cùng gom lại với nhau để cùng làm ra những phim vừa rồi. Thì rất mong ở 5 tập kế tiếp thì tiếp tục được sự ủng hộ của mọi người để bọn mình có thể làm trọn vẹn nhất bộ phim, cũng như là gửi đến những các bạn những cái drama tiếp theo còn hay, còn hấp dẫn hơn nữa. Các bạn có thể ủng hộ chúng mình bằng cách đóng góp cho từng phút phim. Mỗi thước phim là 55k. Sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực, là lời động viên chân thành nhất gửi đến chúng mình cũng như ekip để có thể tạo ra những thước phim, những tập phim hay nhất gửi đến các bạn. Mọi sự ủng hộ của mọi người xin vui lòng các bạn hãy gửi vào số tài khoản bên dưới. Bọn mình sẽ công khai thông tin và gửi lời cảm ơn đến các bạn. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong em giờ đây cảm xúc rối bời, lại nhìn anh từ phía xa, đôi môi chẳng dám nói ra những điều em nghĩ. Bên anh giờ đây đã có bóng ai, chẳng cần biết đến đúng sai, nghĩ về anh.